Xin chào các bạn học sinh lớp 8. Xin chào các bạn học sinh lớp 4. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các bạn cách viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc về một người gần gũi, thân thiết. Nội dung như sau: người mà em yêu quý nhất chính là bà em. Bà đã sống cùng gia đình em từ khi em còn nhỏ nên bà như một người bạn thân thiết. Em rất thích ngồi bên cạnh bà mỗi chiều, nghe bà kể những câu chuyện thời xưa. Giọng bà ấm áp và trầm bổng khiến em cảm thấy rất an toàn và hạnh phúc. Bà còn rất khéo tay, bà thường dạy em làm bánh hoặc may đồ. Mỗi lần em giúp bà trong bếp, em cảm thấy mình thật hạnh phúc vì được ở bên bà. Bà luôn chăm sóc cho em từng ly từng tí. Khi em ốm, bà không rời mắt khỏi giường, luôn túc trực bên cạnh, làm thuốc cho em uống và nấu những món ăn bổ dưỡng. Nhìn bà lo lắng cho sức khỏe của em cảm thấy rất thương bà. Em luôn mong muốn bà khỏe mạnh, vui vẻ. Với em, bà không chỉ là người chăm sóc mà còn là người truyền cảm hứng cho em về tình yêu thương và sự hy sinh. Em thật sự cảm thấy may mắn khi có bà bên cạnh trong cuộc sống. Trên đây, cô vừa hướng dẫn các bạn học sinh lớp 4 cách viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc về một người gần gũi, thân thiết. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.